bình ra ngoài lên. Ra ngoài chết. Có thấy ngoài gì đâu. Rồi rồi. Con này chị, con này chị bật đúng tai nghe. Đối với tai nghe là không cầm luôn. Vâng ạ. Nhà có cái cảm ứng Lenovo P1 à. À bao nhiêu nha anh Quân nhỉ? Anh Quân P1M. À, cái cảm ứng con P1MA40. Đây là chú viết béo nhất. Đây là chú viết béo nhất. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ba ba ba. Bi 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 bi. Cái này có anh con ạ, nhưng mà ba mở ra vẫn điện. Chơi được giá, chơi được giá. Lăng gậu ngâm mà. Mày mà làm rơi máy thì... Anh Quân ơi, con này có nhưng mà phải nghiên cứu đấy, chứ không làm luôn đâu.